Giống như bất kỳ làng xã nào ở đồng bằng Bắc Bộ, ngày hai buổi sáng chiều, những thông báo như thế này đều đặn được phát trên hệ thống loa truyền thanh xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Dù có sự bất tiện là ai không muốn cũng buộc phải nghe, nhưng về cơ bản là người dân ủng hộ tiếng loa. Đến ngày 15 tháng 11. Sống gần loa truyền thanh thì nhiều cái cũng có gây phiền hà, là tiếng động của lúc nghỉ vào buổi sáng sớm. Thế nhưng cũng rất có nhiều lợi ích là để phục vụ đời sống, thông tin cho chúng tôi nắm bắt được mọi việc, công việc của nhà nông. Thì bản thân tôi cũng nghe cái loa thông tin của truyền thanh của xã là hầu như ngày nào cũng nghe. Thế thì cái tin mà muốn nghe nhất là cái vấn đề là báo cáo về cái tình hình nông nghiệp, cái dự phòng về sâu bệnh cũng như là các cái vụ trồng của các cái từng cái loại cây trồng. Về mặt quản lý nhà nước thì chính quyền địa phương hết sức ủng hộ. Qua một số năm hoạt động thì hiệu quả là thu được rất là tốt, rất là khả quan. Và mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước thì cũng được nhiều người dân biết đến trong mọi nơi, mọi lúc, mọi chỗ. Có thể thấy, không chỉ ở đây, hệ thống truyền thanh vẫn còn chỗ đứng nhất định trong lòng người dân, vẫn có vai trò trong công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách phổ biến pháp luật, cung cấp kiến thức, kỹ thuật sản xuất đến với người dân. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chuyện cần nói đến xung quanh những chiếc loa truyền thanh. Tăng âm đặt ở trụ sở xã, hệ thống dây dẫn đến các cụm loa thường kéo dài vài km. Dây điện phải qua nhiều đoạn sông suối, đồi núi, khâu bảo trì, bảo quản lại kém, nên đã có nhiều cụm loa không hoạt động, dẫn đến việc tuyên truyền của xã đều làm theo cách rất thủ công. Mọi công văn, giấy tờ quan trọng sẽ được đưa về mỗi thôn xóm, tiếp đó sẽ được phát qua hệ thống loa tay. Một khó khăn nữa đối với hệ thống truyền thanh cơ sở chính nằm ở nguồn lực con người. Về lý thuyết, đối với công việc của một trạm truyền thanh, sẽ có một cán bộ văn hóa xã đảm nhận phần nội dung, một cán bộ bán chuyên trách phụ trách phần kỹ thuật. Tuy nhiên, trên thực tế, cán bộ văn hóa phải đảm trách hết. Bên cạnh đó, hầu hết cán bộ làm truyền thanh ở các xã đều chưa qua một khóa đào tạo cơ bản nào về lĩnh vực truyền thanh. Thỉnh thoảng cũng có một vài buổi tập huấn, nhưng chủ yếu về lĩnh vực báo chí, truyền thông nói chung. Mọi chương trình truyền thanh được hình thành đều dựa vào kỹ năng, kinh nghiệm sẵn có và một chút năng khiếu. Anh Hòa làm truyền thanh ở xã Triệu Đề này là một trường hợp như vậy. Giải pháp an toàn của anh là mở các băng đĩa tuyên truyền an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, vệ sinh an toàn thực phẩm do Phòng Văn hóa Thông tin huyện cấp. Ngay cả các đài truyền thanh cấp huyện ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay cũng chủ yếu biên tập bản tin của mình dựa trên các tác phẩm truyền hình cộng tác với đài tỉnh. Quan trọng hơn cả là do nhu cầu cuộc sống, nên không ít cán bộ truyền thanh cơ sở, dù rất yêu nghề, có nhiều kinh nghiệm, nhưng lại phải bỏ để xin vào làm việc khác. Vì ngoài mức phụ cấp, cán bộ không chuyên trách, thì cán bộ các đài không được nhận bất kỳ thứ gì khác. Nhận thức với cái tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, đặc biệt trên hệ thống đài truyền thanh, thì huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện cũng đã có chủ trương trong năm 2012 và đầu năm 2013 sẽ là triển khai lắp đặt tiếp các xã thị trấn còn lại. Và hiện nay thì Ủy ban nhân dân huyện cũng đã triển khai đang lắp đặt là 4 đài truyền thanh không dây trên địa bàn huyện Lập Thạch. Giải pháp đài truyền thanh không dây có thể giải quyết được vấn đề kỹ thuật, tuy nhiên yếu tố con người là không thể coi nhẹ. Không có chương trình hay thì nhiều khi loa truyền thanh thành tra tấn người dân. Ở thành phố, người dân không mặn mà bởi sức hút từ các phương tiện truyền thông hiện đại như TV, mạng Internet là điều dễ hiểu. Nhưng ở nông thôn, sự mai một thói quen nghe loa của người dân là cơ sở để xem lại hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở. Chỉ có đổi mới kịp thời để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày một tăng cao thì truyền thanh cơ sở mới có chỗ đứng thực sự trong nhân dân. Dẫu sao thì không biết tự bao giờ, nghe đài xã, loa thôn đã là một nét văn hóa.